Chipu có động thái gây chú ý với đối thủ mời Hoàng Pu làm stylist riêng. Mối quan hệ giữa Chipu và Trương Gia Nghê khiến nhiều người tò mò, nhất là sau khi nữ diễn viên Trung Quốc mời Hoàng Pu làm stylist riêng cho mình ở Đạp Gió 2023. Vừa qua, thông tin Hoàng Pu trở thành stylist cho Trương Gia Nghê ở Đạp Gió 2023 khiến cư dân mạng tranh cãi. Không ít người cho rằng anh chỉ nên tập trung chăm chút hình ảnh cho Chipu, thay vì kiêm thêm vị trí tương tự cho một nghệ sĩ khác là đối thủ của nữ ca sĩ Việt Nam trong cùng chương trình. Người hâm mộ lo rằng Chipu sẽ bị lấn át vị thế khi stylist riêng của cô còn giúp thí sinh khác tỏa sáng. Trước nhiều ý kiến trái chiều, Chipu mới đây đã có động thái gây chú ý khi cô đăng bài chúc mừng sinh nhật Trương Gia Nghê. Có thể thấy, mối quan hệ cả hai rất thân thiết từ khi tham gia Đạp Gió 2023. Stylist Hoàng Pu cũng đã có bài đăng ẩn ý việc Chipu chính là người đã giới thiệu mình cho Trương Gia Nghê. Anh nói về cô em thân thiết, bình thường thì cô ấy là em gái, nhưng trong công việc thì cô ấy là boss, sếp, phóng viên. Giờ tự nhiên boss giới thiệu và kêu mình làm stylist thêm cho 1 tỷ tỷ nữa trong chương trình thì mình có nên cãi lại không ạ? Boss bảo nhận làm nhiều và còn khao boss đi ăn. Trương Gia Nghê là một trong những nghệ sĩ chung đội với Chipu tại sân khấu công diễn đầu tiên ở Đạp Gió 2023. Nữ ca sĩ Việt Nam được các nghệ sĩ khác cũng như nữ diễn viên Diên Hy công lược vô cùng yêu quý. Chipu cũng là người đã giúp đỡ Trương Gia Nghê trong phần vũ đạo khi cô gặp khó khăn. Sau tập công diễn đầu tiên, Chipu và Trương Gia Nghê đều bày tỏ mong muốn làm đội trưởng. Với Ella, SHE, nữ ca sĩ Việt Nam đã được Ella lựa chọn với lý do, tôi nhìn thấy được Chipu có chút gì đó giống như một lớp phó trong lớp học vậy. Gia Nghê cứ luôn bị mắc ở vấn đề động tác biểu diễn và Chipu luôn hỗ trợ em ấy, luôn đồng hành cùng em ấy trong việc tập luyện. Vì thế, Chipu nhất định sẽ có thể trở thành một đội trưởng tốt. Trương Gia Nghê sau đó cũng dành nhiều lời khen cho Chipu, tôi rất may mắn được cùng đội với cô ấy, cũng học được thêm nhiều thứ từ cô ấy, tôi cảm thấy rất cảm kích. Chúng ta nên nhìn nhận một cách thẳng thắn sự tồn tại của một người vừa xinh đẹp vừa ưu tú hơn mình. Chúng ta nên biết cách nhìn nhận điểm tốt của nhau.